Bạn có biết Lục Tiểu Linh Đồng từng suýt trượt vai Tôn Ngộ Không vì đạo diễn Dương Khiết bảo ông không có thần thái của vua khỉ, Tề Thiên Đại Thánh suýt nữa bể đầu vì thuốc nổ, hay gia đình nam diễn viên họ Lục vốn không phải là người Trung Quốc chính gốc hay chưa? Nếu chưa thì hãy bấm xem tiếp để nghe tôi giải đáp những sự thật trên, đồng thời biết thêm 47 sự thật khác về Mỹ Hầu Vương huyền thoại Lục Tiểu Linh Đồng nhé. Nào, bây giờ thì mình bấm nút đăng ký rồi lên đường lấy kinh thôi. Let's go! Lục Tiểu Linh Đồng, tên thật là Trương Kim Lai, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, trong một gia đình 11 người con, có 4 đời theo nghề xiếc khỉ. Ông là con trai út trong nhà, sau thành công của các vai diễn khỉ từ sân khấu lên màn ảnh, dòng họ này đã được người hâm mộ tôn xưng là Hầu Vương Thế Gia. Thuở nhỏ, Lục Tiểu Linh Đồng có thân hình gầy gò, ốm yếu, tính cách lại hướng nội, suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ. Vì vậy, cha của ông, Lục Linh Đồng, Trương Tông Nghĩa, ban đầu dự tính là sẽ không truyền nghề cho ông. Tống Nghĩa đặt nhiều hy vọng vào con trai thứ hai của mình là Trương Kim Tinh, nghệ danh là Tiểu Lục Linh Đồng. Đáng tiếc thay, Kim Tinh đã qua đời vào năm 16 tuổi vì bệnh bạch cầu. Trong thời gian nằm viện, Kim Tinh đã kể cho cậu em út nhà Trương nghe rất nhiều về Tây Du Ký. Theo Lục Tiểu Linh Đồng, chính Kim Tinh là người đã khơi lên cho ông những đam mê đầu tiên về vai diễn Tôn Ngộ Không. Do đó, khi chọn nghệ danh, ông chỉ thay đổi thứ tự các từ trong nghệ danh của anh trai mình. Lúc đầu, Lục Tiểu Linh Đồng vốn không có đam mê với hầu kịch. Ông cho rằng việc biểu diễn hầu kịch rất cực khổ. Chỉ sau cái chết của anh trai, ông mới bắt đầu có ý nghĩ sẽ tiếp bước cha mình. Tài năng của Lục Tiểu Linh Đồng đã khiến cho nhân vật Tề Thiên Đại Thánh của ông trở thành một tượng đài không ai có thể thay thế được. Tuy nhiên, điều bất ngờ là năm xưa, đạo diễn Dương Khiết từng tính giao vai này cho một nam diễn viên khác tên là Đồng Chí Hoa. Thế nhưng vì phải theo đoàn kịch lưu diễn nước ngoài, nam diễn viên họ Đồng đành từ chối lời đề nghị của bà. Sau Đồng Chí Hoa, Dương Khiết đã tìm đến gia tộc họ Trương để tìm sự giúp đỡ. Người bà gặp đầu tiên là cha của Lục Tiểu Linh Đồng, ông Trương Tông Nghĩa. Sau khi xem ông ấy biểu diễn, đạo diễn họ Dương rất thích thú. Tuy nhiên, do Tông Nghĩa quá lớn tuổi nên bà không thể chọn ông. Vì thế, ông Trương đã đề cử người con trai út của mình. Nhưng Dương Khiết đã từ chối do thấy cách thể hiện của Kim Lai còn thiếu cái thần của Tôn Ngộ Không. Vì tự ái, Tông Nghĩa đã báo với Dương Khiết rằng ông sẽ huấn luyện con trai và mời bà quay lại xem sau. Vài tháng sau, Tông Nghĩa dẫn Kim Lai đến Bắc Kinh để biểu diễn cho bà và cả phó giám đốc Hồng Dân Sinh xem. Xem xong, phó giám đốc Hồng tỏ ra rất hài lòng và chốt đơn rằng Kim Lai sẽ vào vai Tôn Ngộ Không. Chính nhờ vai diễn Tề Thiên Đại Thánh đã giúp ông đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 6. Giải thưởng này do Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc trao tặng. Đây được coi là một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất tại xứ tỷ dân, bên cạnh giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên các thành viên của ekip Tây Du Ký được trả cát xê rất thấp. Kể cả khi là vai chính như Lục Tiểu Linh Đồng thì cũng không có sự ngoại lệ. Ban đầu, ông chỉ được trả tương đương với những người khác là 50 tệ một tập, sau này mới được tăng dần thành 80 tệ. Mức thù lao cao nhất mà Lục Tiểu Linh Đồng từng nhận được khi đóng phim Tây Du Ký là 100 tệ, trong đó có 12 tệ tiền trợ cấp do ông phải hóa trang trong nhiều tiếng, khiến cho da mặt bị tổn thương. Ròng rã với đoàn phim hơn 6 năm, quay 25 tập, rốt cuộc Lục Tiểu Linh Đồng chỉ nhận được khoảng 2.000 nhân dân tệ. Trong một cảnh quay của tập 5, khi Tôn Ngộ Không bị đám cướp bao vây tấn công, người phụ trách tạo khói, cảnh cháy nổ, Lưu Lễ dự định là sẽ cho tóe lửa trên đầu của Ngộ Không bằng thuốc nổ để nhấn mạnh siêu năng lực của nhân vật này. Vì vậy, ông nhờ Lục Tiểu Linh Đồng dùng đầu của mình làm thử nghiệm trước. Tuy nhiên, Lão Tôn đã từ chối vì cho rằng quá nguy hiểm, dù Lưu Lễ hứa là sẽ lót một miếng sắt nhằm đảm bảo an toàn. Không còn cách nào khác, ông Lưu đành thử nghiệm trước với một tấm ngói để Lão Tôn yên tâm. Kết quả là tấm ngói đã bị nổ banh chành. Khi thực hiện cảnh quay Thái Bạch Kim Tinh thỉnh Ngộ Không lên thiên đình tại khu vực chùa Giới Đài ở Bắc Kinh, Lục Tiểu Linh Đồng đã rơi tự do xuống đất từ độ cao 6m dẫn đến bất tỉnh do dây cáp bị đứt trong quá trình kéo. Ở cảnh Tôn Ngộ Không bị bao vây trong biển lửa khi đánh nhau với Hồng Hải Nhi, vì thấy cảnh lửa cháy hơi yếu nên đạo diễn Dương Khiết đã ra lệnh cho nhân viên kỹ thuật làm lửa cháy to hơn, kết quả là Lục Tiểu Linh Đồng đã bị bỏng nặng. Để có được hình ảnh một Tôn Ngộ Không lanh lợi và nghịch ngợm, nam diễn viên đã tự biến mình thành một chú khỉ thực thụ bằng cách bầu bạn, ăn ngủ cùng nhau với một con khỉ trong suốt khoảng thời gian quay Tây Du Ký để có thể quan sát, học hỏi từ nó rồi áp dụng cho nhân vật của mình. Theo tiết lộ của nam diễn viên họ Lục, khi muốn biết khỉ tức giận như thế nào thì ông sẽ giật đồ ăn của nó, còn để xem thái độ vui vẻ thì ông sẽ trêu chọc, làm trò với nó. Do quá thân thiết với loài khỉ nên vào thập niên 90, sau khi Tây Du Ký được công chiếu rộng rãi, Lục Tiểu Linh Đồng đã được huyện Di Dương thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nơi được mệnh danh là huyện khỉ tín nhiệm, mời làm chủ tịch huyện này. Nhưng ông đã từ chối với lý do chỉ biết quản lý lũ khỉ trong phim mà thôi.
Ngoài huyện Di Dương thì núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên cũng từng mời nam diễn viên đảm nhận chức vụ Mỹ Hầu Vương giúp quản lý lũ khỉ tại nơi đây. Trong một lần khi ông đến quay phim truyền hình tại vùng này, sau khi hóa trang vai Tôn Ngộ Không, một chú khỉ đã nhận ra người quen nên đã lập tức đáp lễ rất cung kính. Thú vui lớn nhất trong thời gian tham gia Tây Du Ký của Lục Tiểu Linh Đồng đó chính là trêu chọc và chơi khăm chưa bắt giới Mã Đức Hoa. Khi phát hiện ra mình bị gạt, bắt giới đã rất cay ông sư huynh của mình. Nhưng với bản tính ngây thơ, Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn bị Tề Thiên Đại Thánh gạt tiếp trong những lần sau. Suốt gần 20 năm đóng Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng thừa nhận ông đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vai diễn Tôn Ngộ Không trong đời sống thường ngày, như tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán, dễ nóng giận nhưng cũng dễ hòa giải, thân thiện với mọi người, ưa náo nhiệt, vân vân là những điều mà diễn viên họ Lục đã nhiễm từ chính nhân vật của mình. Trong cảnh quay tại Hoa Quả Sơn, Lục Tiểu Linh Đồng suýt nữa đã mất mạng do phải nhảy nhót trên vách thác đầy rêu với đôi dép cao su. Cũng may là khi trượt chân ngã, ông còn vớ được nắm cây dại và cơ thể được cuốn vào dây leo. Mùa thu năm 1993, ông góp mặt trong bộ phim Hầu Oa và đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc của Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 12. Nhờ đó mà ông đã trở thành nam diễn viên đầu tiên thắng giải 2 lần trong lịch sử Kim Ưng. Năm 2018, Lục Tiểu Linh Đồng đã trở thành khách mời trong show truyền hình Kiểm định bảo vật, chương trình thẩm định di tích văn hóa ăn khách nhất Trung Quốc được sản xuất bởi CCTV. Trong khi các món cổ vật xuất hiện trước đây trong chương trình thường có niên đại hàng trăm, hàng nghìn năm, thì bảo vật mà Tề Thiên Đại Thánh mang tới chỉ được vài chục năm nhưng vẫn đủ sức làm cả trường quay xôn xao. Bảo vật này chính là những cây gậy như ý từng là đạo cụ biểu diễn của gia đình nhà ông. Bảo vật gồm 4 cây gậy như ý thuộc về 4 người đàn ông trong gia tộc họ Trương, bao gồm ông Cố, ông Nội, Cha và Lục Tiểu Linh Đồng, và mang những chất liệu hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, gậy của ông Cố Hoạt Hầu Trương làm từ gỗ, của ông Nội Trương Ích Sinh làm từ tre, của người cha Lục Linh Đồng làm từ mây và của ông làm từ sắt. Trước khi cùng bạn diễn Tê Du Ký lên đường thỉnh kinh, Lục Tiểu Linh Đồng đã được cha dặn rằng phải đoàn kết với đồng nghiệp và không được để nảy sinh tình cảm với bất cứ nữ diễn viên nào mà làm ảnh hưởng tới công việc của mình. Tuy nhiên, ông sau đó đã trái lời cha vì người vợ hiện tại của ông chính là Vu Hồng, thư ký của trường quay. Ban đầu, ông và Vu Hồng nghĩ họ sẽ chẳng có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào đặc biệt vì gu của Lục Tiểu Linh Đồng là gái dịu dàng, còn bà Vu thì lại không thích con trai vóc dáng nhỏ con và bốn mắt như nam diễn viên. Chuyện tình của họ nảy nở sau một lần Vu Hồng bị mất 1.000 nhân dân tệ. Bấy giờ, cát xê của Lục Tiểu Linh Đồng chỉ có 70 tệ một tập phim, cho nên số này phải nói là khá lớn đối với ông. Thế nhưng, ông vẫn đưa cho cô thư ký trường quay 600 tệ để chia sẻ mất mát. Mặc dù Vu Hồng đã tìm cách từ chối, nhưng Lục Tiểu Linh Đồng đã bỏ lại gói tiền rồi chạy mất. Vì diễn viên Diêm Hoài Lễ, người thủ vai Sa Tăng, mất vào ngày 12 tháng 4, đúng ngày sinh nhật của Lục Tiểu Linh Đồng, nên sau này ông đã không tổ chức sinh nhật nữa, mà quyết định dùng ngày này để tưởng nhớ Diêm Hoài Lễ. Hiện tại, Lục Tiểu Linh Đồng là người trẻ nhất trong dòng họ, còn đam mê diễn xiếc khỉ. Gia tộc ông cũng có quy định rất ngặt nghèo là hầu hí chỉ truyền cho con trai, không để lại cho con gái. Trong khi đó, Lục Tiểu Linh Đồng chỉ có một người con gái hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài. Đứng trước nguy cơ nghệ thuật xiếc khỉ của gia tộc bị thất truyền, Lục Tiểu Linh Đồng đã tuyên bố rằng chỉ cần tìm thấy người phù hợp thì ông sẽ truyền lại toàn bộ kinh nghiệm và vốn liếng nghề nghiệp. Với mục đích phát triển văn hóa hầu hí ra thế giới, vào năm 2024, Lục Tiểu Linh Đồng đã đăng ký 2 kỷ lục Guinness Thế Giới cho thành tích người múa thiết bảng nhiều biến hóa nhất trong 1 phút và người chớp mắt nhiều nhất trong 30 giây. Cả hai tài năng này đều đã được ông thể hiện trên Tây Du Ký 1986. Năm 2016, Lục Tiểu Linh Đồng đã được trao tặng kỷ lục Guinness Thế Giới cho bộ sưu tập 1.508 món liên quan tới Tây Du Ký. Hiện các đồ vật này đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Hầu Vương Thế Gia, thành phố Hoài An thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nghệ sĩ cho biết ông đã mất rất nhiều công sức và thời gian để sưu tầm các món đồ này. Với một tác phẩm đồ sộ như Tây Du Ký, số lượng diễn viên cần để quay đủ các tập phim từ chính đến phụ là rất nhiều. Do đó, để tiết kiệm chi phí, nhiều diễn viên thậm chí là nhân viên của ekip đã được trưng dụng để đóng thêm nhiều vai khác như Lục Tiểu Linh Đồng. Ngoài vai Tôn Ngộ Không ra, ông còn phải đóng thêm 16 vai khác như đạo sĩ ở Sa Trì Quốc, mẹ của hai tên Kim Giác, Ngân Giác, nhà sư trong Kiếp Nạn, Bạch Thử Tinh, vân vân. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp diễn xuất, vào năm 2017, diễn viên họ Lục đã được nhà nước phong tặng là diễn viên hạng nhất cấp quốc gia. Với vai diễn Tôn Ngộ Không huyền thoại, nam diễn viên họ Lục đã được hưởng lợi không ít. Ông tham gia vô số đoạn quảng cáo, xuất bản sách, tự làm phim về Tề Thiên Đại Thánh. Thậm chí ông còn cho công ty quản lý đứng ra đăng ký độc quyền thương hiệu Tôn Ngộ Không. Vào năm 2010, Lục Tiểu Linh Đồng đã đệ đơn kiện một công ty game online vì vi phạm bản quyền hình ảnh. Ông chỉ trích công ty này sử dụng hình ảnh Tôn Ngộ Không bất hợp pháp. Trong đơn kiện, ông yêu cầu được bồi thường tổn thất 150.000 đô. Tuy nhiên, tại phiên tòa sau cùng, Lục Tiểu Linh Đồng đã thua kiện.
Sự việc trở nên ồn ào hơn khi phía công ty cho biết đã tìm đến Lục Tiểu Linh Đồng để hợp tác làm game online. Nhưng ông đòi hợp đồng với giá trên trời cùng yêu cầu ký 3 năm liên tiếp, phía công ty buộc phải hủy hợp tác vì không thể đáp ứng được những đòi hỏi quá đáng. Lục Tiểu Linh Đồng từng lên tiếng chê bai gay gắt bản phim Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì, thậm chí còn yêu cầu anh phải xin lỗi người dân Trung Quốc vì cho rằng phim có những cải biên quá đà, xuyên tạc hình ảnh Tôn Ngộ Không. Dù đời tư gây ra nhiều tranh cãi, nhưng về cách dạy con, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn nhận được nhiều lời khen. Được biết, vua khỉ thường xuyên lấy những câu chuyện trong Tây Du Ký để dạy con gái đức tính chăm chỉ, vượt khó. Chẳng hạn như Tôn Ngộ Không chẳng phải sinh ra đã có sẵn 72 phép thần thông, mà nhờ quá trình học tập, rèn luyện chăm chỉ, mạo hiểm vượt trùng dương để tầm sư học đạo. Năm 2007, Lục Tiểu Linh Đồng cho xuất bản cuốn sách Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du tập 1 và tập 2 ra mắt cho độc giả năm 2008. Sau đó, nó đã nhanh chóng trở thành bestseller tại Trung Quốc. Ngoài đời, Lục Tiểu Linh Đồng thường xuyên bị cư dân mạng đồn là đã mất, khiến ông phải lên tiếng đính chính. Như năm 2016, ông bị đồn là qua đời vì ung thư da. Đến cuối năm 2021, vua khỉ lại tiếp tục được cho lên bàn thờ và sang tới tháng 4 năm 2022 thì cũng không có ngoại lệ. Ông là hậu duệ của người Mông Cổ. Năm xưa, tổ tiên của Lục Tiểu Linh Đồng đã theo chân của kỵ binh nhà Nguyên đến vùng Giang Nam và sinh sống ở đây. Sau này, khi Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Nguyên Mông về phía Bắc và thành lập nhà Minh, tất cả người Mông Cổ ở phương Nam đều trở thành những đọa dân chỉ được hành nghề buôn bán nhỏ hoặc biểu diễn nghệ thuật. Để thực hiện phân đoạn Tôn Ngộ Không thổi khói phù phép cứu Đường Tăng khi bị yêu quái trói, Lục Tiểu Linh Đồng đã phải hút thuốc trước, rồi mới nhả khói cởi trói cho sư phụ. Trong buổi họp báo phim Đấu Chiến Thắng Phật tại Bắc Kinh, Lục Tiểu Linh Đồng đã bảo rằng không phản đối việc các nhà làm phim muốn sáng tạo Tây Du Ký, nhưng ông không khuyến khích chuyện nhà làm phim biến Tây Du Ký thành một bộ phim tình cảm lãng mạn, vì ông không muốn có bất kỳ đứa trẻ nào lại hỏi mình Tôn Ngộ Không có bao nhiêu bạn gái. Do bị cận 6 độ, loạn 2 độ nên mỗi lần thực hiện những cảnh đánh nhau, Lục Tiểu Linh Đồng thường xuyên phang gậy vào đầu người khác, khiến trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó không ai dám đóng chung những cảnh tay đôi với ông. Để có thể nhập vai một cách tốt nhất, vượt qua trở ngại về độ cận nặng, Đại Thánh đã rất kiên trì luyện mắt như là dậy sớm nhìn mặt trời mọc, dồn ánh mắt vào đầu hương đang cháy hoặc tập nhìn theo đường di chuyển của quả bóng bàn đang bay nhanh. Bên cạnh đó, trước mỗi cảnh quay của mình trong phim Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng còn thường nhìn vào nơi có ánh sáng để tuyến nước mắt hoạt động, để lúc ghi hình, đôi mắt của ông sẽ được sáng long lanh. Do sức lan tỏa quá lớn của nhân vật nên hầu hết người Trung Quốc đều nghĩ Lục Tiểu Linh Đồng chính là tên thật của nam diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không. Họ quên mất tên thật của ông chính là Trương Kim Lai, còn Lục Tiểu Linh Đồng chỉ là nghệ danh. Do đó, ngoài đời thường, nam diễn viên gặp rất nhiều rắc rối vì người ta cứ nghĩ ông sử dụng chứng minh thư giả. Chính vì rắc rối trên, nhà nước Trung Quốc đã trao cho Tề Thiên Đại Thánh một vinh dự độc nhất vô nhị tại thời điểm đó, cấp cho ông hai thẻ căn cước công dân hợp pháp với hai tên gọi khác nhau là Trương Kim Lai và Lục Tiểu Linh Đồng. Vào dịp Tết âm lịch 1988, khi đang sắp xếp buổi luyện tập chuẩn bị cho show diễn thì Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ lại đều xin nghỉ. Hóa ra, ba diễn viên đã lén tham gia một sự kiện khác ở Tế Nam với Đường Tăng Từ Thiếu Hoa. Khi biết tin, bà đã nghiêm khắc phê bình cả ba. Điều này đã khiến họ bất mãn, bắt tay với lãnh đạo đài vốn có mâu thuẫn với Dương Khiết để kêu gọi các thành viên trong đoàn cùng cô lập bà. Quá uất ức, bà đã thề rằng sẽ không bao giờ hợp tác với họ nữa. Đến năm 1994, Tây Du Ký tiếp tục quay phần 2 và Dương Khiết lại một lần nữa được chỉ định làm đạo diễn. Không biết do cắn rứt lương tâm hay vì lợi ích, ba đồ đệ của Đường Tăng đã nhiều lần đến nhà xin lỗi, mong bà tha thứ. Tuy nhiên, trong Tây Du Ký 2, chỉ có Lục Tiểu Linh Đồng tiếp tục đóng vai Tôn Ngộ Không, còn Chư Bát Giới và Sa Tăng thì được thay bằng diễn viên khác. Năm 2017, khi tham gia đưa tiễn đạo diễn Dương Khiết về nơi an nghỉ cuối cùng, vua khỉ Lục Tiểu Linh Đồng đã bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cho rằng ông cố tình mượn cơ hội để quảng bá cho phim mới của mình. Chính vì lẽ đó, không ít người đã hoang mang, không biết liệu ân oán năm nào giữa Dương Khiết và ba đồ đệ Đường Tăng đã được xóa bỏ hay chưa. Sau khi hoàn tất cảnh quay trong tập phim Thu Phục Thỏ Ngọc ở Bangkok, Thái Lan, Lục Tiểu Linh Đồng đã mặc tạo hình nhân vật Tề Thiên Đại Thánh đi lại trong trung tâm thương mại, lái xe hơi đồ chơi để quay video quảng bá và thu hút sự chú ý của người dân. Và đó là 50 sự thật về vị Đại Thánh huyền thoại Lục Tiểu Linh Đồng. Các bro còn có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía bên dưới cho Messine tôi biết nhá. Còn bây giờ thì bye bye!